cho các bạn. Hôm nay mình sẽ mở hộp và lắp đặt, hướng dẫn các bạn dùng dòng 4K Smart TV của Samsung 43MU6100. Đây là mã hàng mới nhất năm 2017 của Samsung, bảo hành chính hãng 25 tại nhà, trong một tháng đầu các bạn dùng nếu gặp lỗi sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay. Phụ kiện đi kèm có dây nguồn, ốc bắt chân đế điều khiển. Hiện tại thì Samsung có một mã hàng mới ra là 43MU6103, tuy nhiên thì đấy là dòng không sử dụng điều khiển đa nhận như mã này. Cái kia thì sử dụng điều khiển bàn phím. Cái này thì sử dụng One Remote này thì các phím tắt nó chỉ khoảng 14 phím thôi. Đây, đi kèm có jack anten này, pin này, jack AV kết nối. 43MU6100. Đời trên con này là 43MU6400. Về tính năng thì giống như hệt nhau, không khác gì nhau cả. Chân đế đi kèm. Các bạn đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra cái ngày tháng xuất xưởng. Con này là mã hàng mới nhất của năm 2017. Đây số series của nó. Trong quá trình dùng thì trong vòng 2-3 ngày sau khi mua hàng thì bên Samsung sẽ nhắn tin kích hoạt bảo hành về số điện thoại đăng ký mua hàng. Hàng hóa thì bảo hành chính hãng tại nhà 30 ngày đầu, nếu gặp lỗi sản phẩm nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay. Anh cầm một em. Vâng, em cầm đây. Đây là cái chân đế 43MU6100. Đấy, mà cũ cũ của con này xuống. Đây, điều khiển em sẽ lắp pin cho anh. Cái này điều khiển rất dễ dùng. Thì khi mà anh lắp tay vào em có thể bắt được thêm 40 kênh miễn phí nữa. 40 kênh này có các kênh truyền hình, kênh có số của truyền hình Việt Nam, các kênh của VTC. Nó đầy đủ các kênh V1, V3, V6 HD. Ngoài ra thì con này tích hợp cả Bluetooth nữa. Tức là nếu anh muốn kết nối trực tiếp những hạt từ điện thoại lên TV, hoặc là anh có cái dàn âm thanh có Bluetooth thì anh kết nối không dây trực tiếp luôn. Nó rất dễ dùng và hiện đại. Cái dòng 43MU6103 thì nó không dùng điều khiển này, mà nó dùng điều khiển bàn phím, nó nhiều phím hơn, không có Bluetooth anh ạ. Đây thì em sẽ cái nào cho bà mở mở cho dễ còn không. Không, cái này thì cũng dễ thôi ạ. Khi mà dò kênh lên thì các cái kênh truyền hình nó có sẵn rồi, bà chỉ việc ấn thôi. Bà cũng thích cái đại bảo mang lên trên nhưng mà nó bảo không, anh chọn mua này là chuẩn thế nào. Nó bảo không khác thì để cái này. Con này thì độ phân giải của nó là 4K rồi, nó không phải dòng bà, cái này to đùng như này. Nhưng mà nếu mà anh dùng cái treo đấy thì em nghĩ là anh phải dùng cái miếng gá nó to một tí. Em sợ là tường nếu mà anh... Không, tường cái này mối chát không sợ. À dạ. Vâng. Chứ anh thử treo cái tầm 20 cân không vấn đề, cái này có 9 cân mà 10 cân thì... Vâng. Những ngày Tết này chắc các con bận rộn nhỉ? Vâng, huy động tất cả trên văn phòng xuống hỗ trợ là giao không ạ? Nhiều khi khách hàng chờ mua hàng về rồi mà về đợi mãi không thấy ai giao cả. Vừa sốt ruột, vừa lo là... Sốt ruột chứ. Vâng. Bà... Em sẽ lắp trước cho anh chân đế để tạm kệ anh nhé. Hả? Hay là anh treo không? Không, anh treo luôn. Bây giờ anh chỉ cần xem lấy vị trí thôi là anh khoan luôn. Vâng, đây thì anh cho em... Cái này nó có phải có cái giá để anh bắt này này. Đây cái vị trí lỗ treo của nó thì trên đấy em sẽ đặt đây và anh cất vào trong máy luôn. Đẹp. Hiện tại thì đây là cổng kết nối của nó anh này. Thứ nhất là cổng anten của 43MU6101 này. Cổng này là cổng Covalent. Covalent này thì trong trường hợp anh dùng đầu đĩa, anh cắm đầu DVD đầu đĩa lên, anh cắm vào đây. Cổng LAN này là sao, là nếu mà mạng trong trường hợp wifi nhà anh yếu thì anh nên là cắm trực tiếp một cái đường mạng vào đây. Ba cổng HDMI, hai cổng USB. Cổng USB này thì anh có thể cắm được cả ổ cứng này, chạy được phim, tức là phim mà anh có những đoạn video anh cắm trực tiếp vào đây.
Đấy, ba cổng HDMI này là những cái cổng chẳng như anh cắm đầu các cộng đầu VTC hoặc đầu ăn viên. HDMI thì tín hiệu luôn cao hơn con lần. Đúng rồi. Đấy, và đây cổng băng ten, tức là anh không bắt mạng không gì cả, anh xem các kênh truyền hình kia số thì anh cắm băng ten đây. Yêu cầu băng ten của anh là bắt buộc là phải thoáng, tức là ở ngoài anh phải vượt qua khỏi mái tôn thì anh mới dò được đủ các kênh của VTV, V1, V3, V6 HD đấy ạ. Anh đang dùng cái đầu Milic nhưng mà bây giờ anh cái đầu Milic anh có cái này rồi thì anh bỏ cái đấy. Anh dùng cái cho dòng TV không có internet. Đấy, anh chuyển dùng cái kia. Cái này thì đây là cái điểm bắt chân bắt giá treo của nó anh này. Nó có bu lông không nhỉ? Cái này thì không có bu lông anh ạ. Bởi vì là nếu mà anh bình thường ở ngoài siêu thị sẽ bán là giá treo anh ạ. Anh phải có một cái bộ gá ở đây. Đấy, cái đấy anh mua ở ngoài chỉ 150.000 thôi. Anh cũng mua cái nhưng mà đang vứt xó trên tường kia, trên trần đấy. Đấy, thì như cái đấy thì anh lại phải khoan một cái bộ khung nữa đây. Rồi. Anh lấy Livo, anh lấy thước nước ấy, anh lấy cân bằng xong anh bắn lên, nó đơn giản thôi ạ. Bây giờ anh tưởng là có cái vít nó giống như này cơ. Tôi được thì cái này anh chế xong. Tại vì cái này anh bắt buộc phải chế. Rồi. Thứ nhất là chế là sao? Anh lấy cái ốc dài của nó. Rồi. Sau đó thì anh làm bu lông đai thì anh bắt vào cái hai miếng V của anh. Sao? Đây trước anh làm đây rồi đấy, nhưng mà bây giờ tưởng là nó cùng chúng nhau mà sói là cái loại này mà tám nó không dạ, thì vâng. Cứ lắp lên anh trên chân anh sợ cái dạ, vâng, anh thì nhắn. Em sẽ lắp chân cho anh nhé. Dạ dạ. Cái này thì không cài đặt hướng dẫn sử dụng 43MU 6100 4K Smart TV của Samsung 3 mới nhất năm 2017. Thì hiện tại dòng Smart TV Samsung 4K thì tích hợp rất nhiều những cái ứng dụng hay. Chẳng như các bạn xem đây là có là karaoke home này, bếp nhà ăn ngon này, thư cộng này, Netflix này, clip TV, internet FT Play, YouTube Zing TV. Những ứng dụng này thì trong trường này mình có sẵn mạng rồi thì các bạn có thể là xem truyền trực tuyến các kênh truyền kiểu số trực tiếp qua các ứng dụng này. Như là FT Play cũng có hỗ trợ các kênh truyền chủ yếu như VT V1 HD, V3 HD, V6 HD. YouTube thì là cái ứng dụng để xem những cái phim truyện hoặc là các clip ca nhạc. Đấy, thì trước tiên các bạn sẽ phải cài đặt mạng. Và lưu ý một phần là để nghe được âm thanh rõ và hay hơn thì các bạn bắt buộc là phải sử dụng bộ chuyển đổi âm thanh để đổi ra loa như âm ly hoặc là loa vi tính. Thì sử dụng bộ chuyển đổi optical hoặc là chuyển qua ra audio như cái clip trước thì mình hướng dẫn. Bây mình sẽ tiến hành kết nối mạng. Đây, cái này thì có hai cái hình thức kết nối, tức là kết nối mạng không dây và mạng có dây. Đây các bạn sẽ vào mở cái mạng này. Mạng không dây. Nó sẽ quét nếu có wifi xung quanh nó sẽ wifi nhà mình là cái nào anh nhỉ? Ethercom ấy. Đây đúng không? Đây đấy. Và mật khẩu là gì anh? Khẩu á. Đấy gì? Có chữ bà thì VT1, VT2, VT3 là xong. Chữ bà có xem có bể nó xem cái loại. Vâng. 15CO45 đúng rồi. 15 C O 4547 4547. Đấy thì để cái quá trình các bạn trải nghiệm cái ứng dụng như duyệt web của 456001 nó ổn định và không bị lát giật trong trường hợp wifi bị yếu thì lên cắm thêm một đoạn dây mạng kết nối trực tiếp từ modem phát wifi vào TV thì để tránh tình trạng khi mà xem thì gây ra những cái hiện tượng lát giật. Đây đang kiểm tra kết nối và trực tiếp là bắt wifi không dây trong nhà. Nếu mà mạng khỏe, wifi khỏe rồi thì cũng không nhất thiết phải cắm dây mạng. Nhưng trong trường hợp dây mạng yếu thì bắt buộc. Đấy, hiện tại là không kết nối mạng được. Mật khẩu là sai nhỉ? Anh đọc lại cho em 15CO của anh. C0. 15C0 đúng không? Chứ không phải là O. 15C04547 anh nhỉ. Đấy thì sử dụng điều khiển đa nhiệm tốc độ rất nhanh.
Cái này thì cũng có hỗ trợ các bạn tìm kiếm bằng giọng nói, tuy nhiên là lưu ý là chỉ tìm kiếm hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Anh thôi, không hỗ trợ bằng tiếng Việt trong YouTube. Phím biểu tượng micro này là sử dụng trong YouTube nhưng chỉ áp dụng bằng tiếng Anh thôi, kết nối không dây thành công. Đấy thì hiện tại thì đã bắt được anh ạ, đã bắt được vào mạng rồi, kết nối thành công. Bây giờ sẽ thử duyệt qua YouTube là xem là chất lượng âm thanh của con này nha. Tốc độ rất nhanh. Nên wifi thì mình đang đặt gần ngay đây trên trần kia. Đấy thì thử. Đây các bạn di chuyển tìm kiếm. Để tránh bản quyền mình sẽ test nhạc đang, nhạc sao. Vấn đề bản quyền thì phải test, bởi vì là nhiều khi up video lên mà có bản quyền là sẽ bị YouTube xóa ngay. Một số bài này thì được xem là chất lượng âm thanh loa là nhỉ. Để cho to cho nhỏ thì các bạn nếu là cho lẩy lên, anh cho lẩy lên, anh đẩy lên hoặc đẩy xuống là to. Đây, anh gạt lên, anh đẩy lên là to. Đây. Đây, cho to, cho nhỏ này anh gảy xuống. Và qua khá lớn. Con này thì là sản xuất tại Việt Nam này, công suất danh định là 145W, hiệu suất năng lượng là 2.49 này, tiêu chuẩn 5 sao, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Tức là trong quá trình anh dùng nếu gặp lỗi không lên nguồn, xuất hiện các cái đốm sáng trên màn hình, sọc kẻ màn hình thì anh điện thì bên bảo hành của Ecomat hoặc Samsung sẽ về tận nhà hỗ trợ tại nhà, anh không phải đi đâu cả. Anh điện theo số ở trên hóa đơn hàng anh cầm về hoặc anh điện trực tiếp đến hotline hỗ trợ của Ecomat thì các bạn sẽ hỗ trợ anh ngay. Đấy thì bây giờ là mình có thể là xem các cái ứng dụng. Đây để vào trình duyệt web thì anh vào cái biểu tượng ngôi nhà này. Đấy anh có thể là xem trực tuyến, anh không cần lắp anten được. Trong này thì cũng hỗ trợ anh là các cái kênh truyền hình, không thiếu cái gì cả. Như VT1 này. Nhưng phải có anten chứ. Không cần anten. Không, anh xem qua mạng. Cái bất cập của cái này là trong trường hợp mà không biết mở vào FPT. Nếu anh ở nhà anh dùng thường xuyên mở cho bà xem thì bà có thể xem được. Nhưng cái này anh bắt buộc anh phải khởi động FPT Play lên. Sau đó anh chọn tab truyền hình, chọn kênh để anh ra được. Cái kia anh chóng tên của anh dò kiểu mất mạng, mất điện. Mất mạng thôi, em xin lỗi, không phải mất điện, mất mạng. Đây tín hiệu đang bị chập chờn đây này. Mạng đang chập chờn, đang yếu. Nhưng anh xem tên không mà gặp cái tình trạng nó đang bị đứng hình như này. Đấy thì bắt buộc mình sẽ phải cắm anten vào. Em phải đi lại anten đi cho gọn, sau đó thì anh dò kênh. Bây giờ em sẽ tiến hành dò kênh cho anh. Anh cắm được anten rồi đúng không ạ? Chưa. Đây anh nhìn này, nó đủ các kênh truyền hình luôn, không thiếu cái gì cả. Chết rồi. Cái này hướng à? À cái đấy thì hình như anh đang thiếu một cái đầu rắc rồi. Hơi vướng, đẩy ra tí được không nhỉ? Vâng. Đây được rồi, không sao, cho dọc lên được. Cái này rất hay là cái ổ anten của nó thì là lại bên sườn nên sẽ cắm những cái treo tường, nó không bị là vuông góc nữa. Bây giờ em sẽ tiến hành em dò kênh cho anh. Anh ấn biểu tượng ngôi nhà để cài đặt hình ảnh, độ sáng màn hình cũng như là các thứ, thì anh vào cái biểu tượng cài đặt này. Anh vào cài đặt nó sẽ ra. Bây giờ anh sẽ phải thoát cái FD Play này ra, sau đó thì đây anh lên xuống sang trái và phải giữa là anh chọn. Đấy, anh sẽ vào TV. Đây hiện tại đây là cái kênh anten rất tốt, bắt được các kênh. Cái này là nó hệ thống là nó đã tự mặc định có rồi anh ạ. Đấy, như tín hiệu đang tín hiệu HD này. Đấy thì thỉnh thoảng tránh trường hợp nó đang bị đứt nhiễu kênh như này, nó đang bị ấy, thì anh cái anten ở trên trần ấy, anh di chuyển cho em cao lên. Đấy, không có tín hiệu kết nối anten, tức là anten này đang bị rất kém, nó chập chờn.
Đấy, thì anh kiểm tra lại cho em cái anten trên trần, anh cho cao lên một tí thôi. Đây, di chuyển vào dây xích cây. Từ kênh 800 trở đi anh nhé. Tín hiệu kém là nó sẽ không xem được.